Chúng ta nhất định phải tu học Chúng ta phải từ bi giống như Phật Biểu hiện của tâm từ bi Nhất định là lợi ích tất cả chúng sanh Chân thật có thể làm đến Xả mình vì người Kinh văn diệt dĩ Hai chữ này Phải chú ý đây là a di đà phật đối với kỳ vọng của người di dân đến thế giới cực lạc cũng giống y như ngài đầy đủ tâm đại bi viên mãn đều có thể giống như phật xem tất cả chúng sanh cũng giống y như chính mình vậy cho nên có câu là đồng thể đại bi vô duyên đại từ vô duyên dùng là hiện tại để nói vô điều kiện chúng ta vì tất cả chúng sanh phục vụ là vô điều kiện đối đại với người khác cũng giống như đối đại với chính mình phật ở trên kinh hoa nghiêm cũng là nói như vậy do gì chúng sanh mà sanh khởi đại bi? chúng ta gọi là tâm đồng cảm, tâm thương xót, nhà Phật gọi là từ mẫn, từ bi lân mẫn đặc biệt là xem thấy chúng sanh khổ nạn chúng sanh khổ nạn lớn nhất là gì không phải không có tiền tài không có tiền tài không xem là khổ nạn không có trí tuệ là khổ nạn chân thật bạn xem trên thế giới ngày nay Người đầy đủ phú quý rất nhiều Người đầy đủ trí tuệ không nhiều Phú quý mà không có trí tuệ Luôn luôn tạo nghiệp Phú quý của họ sau khi hưởng xong Thì phải làm sao Phước báo hưởng hết rồi Tội báo tiền hiện tiền Cái phước đó Không phải là phước chân thật Nhìn qua phú quý Của thế gian Đó là một giấc mộng Chúng ta phải rất rõ ràng Rất tường tận Không phải là phú quý chân thật Phú quý chân thật Đời đời kiếp kiếp Đều không mất đi Đó là thật một đời này hưởng xong rồi, đời sau không còn nữa. Đây không phải là phú quý chân thật, đó là giả. Đàm Hoa vừa hiện. Chúng ta phải hiểu rõ những chân tướng sự thật này. Thế nên trong mắt của Phật, thấy những chúng sanh của sáu cõi. gặp phải khổ nạn trên vật chất còn phải ở vật chất mà giúp đỡ họ khiến cho họ có thể được no ấm có thể tiếp tục sống cho dù đời trước tu được chút phước báo mà không có trí tuệ hưởng phước mà không có trí tuệ những người này càng phải nên đầu họ cho nên giáo học của phật đối với chúng sanh bần cùng khổ nạn dạy bảo họ đoạn ác tu thiện bồi phước đoạn ác tu thiện là cải thiện đời sống vật chất pháp môn không hai thật có hiệu quả đối với đời sống giàu có mà không có trí tuệ phật dạy bảo họ phá mê khai ngộ khiến phước báo của họ có thể tiếp nối không đến nỗi hưởng hết Tội báo hiện tiền Giúp đỡ họ phá mê khai ngộ Cho nên Phật Đích thực Là phổ độ tất cả chúng sanh Phước báo trong đầy lớn Bao gồm thiên dương Trong Ấn Độ giáo gọi là Đại Phạm Thiên Dương Trong Phật Kinh gọi là Ma Hê Thủ La Thiên Dương Đây là Phú Quý Cùng Tột Trong Sáu Cõi Họ chưa khai ngộ Họ không có trí tuệ Phật muốn giúp đỡ họ Phật muốn cho họ lợi ích chân thật giúp đỡ họ khai trí tuệ cho nên nói là do chúng sanh bà khởi tâm từ bi tâm đại bi chính là tâm bồ đề khởi tác dụng nhưng tâm bồ đề vì mới có thể thành chánh đẳng chánh giác cho nên người chúng sanh thế giới tây phương cực là không một ai không phát tâm đại bi không một ai mà không chịu hy sinh chính mình để thành tựu người khác mỗi người đều là xã mình vì người như vậy mới có thể giống như phật phổ biến lợi ích tất cả chúng sanh hay câu phía sau ly dục thâm chánh niệm tình huệ tu phạm hạnh dục là tham dục các gì cần phải ghi nhớ